Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 24 tháng 4, trao đổi với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hợp Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa đá cực lớn. Trận mưa đá chiều ngày 24 tháng 4 với mật độ đá dày đặc, phủ trắng đồi núi, bản làng, hoa màu, gồm rau cải, mận, đào ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ và một phần xã Bà Cò, huyện Mai Châu, Sơn La. Nói qua điện thoại với phóng viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hợp Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, trận mưa đá cực lớn trên địa bàn chiều ngày 24 tháng 4 này rất nguy hiểm, tập trung ở ba bản Co Chàm, Lũng Xá, Tà Dê của xã Lóng Luông. Lực lượng chức năng huyện Vân Hồ đang thống kê thiệt hại. Tuy nhiên, vị lãnh đạo huyện Vân Hồ cũng cho biết, nhiều loại hoa màu trúng mưa đá chiều nay cơ bản sẽ không còn thu hoạch được gì. Trận mưa đá không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn tạo sự chú ý, thương cảm trên các diễn đàn mạng xã hội. Ảnh này không Photoshop, ảnh này chỉ có mồ hôi và nước mắt của người nông dân, thiệt hại quá nặng. Một trang fanpage về Sơn La đăng bài viết với hình ảnh mưa đá phủ trắng đồi núi, đường đi tại huyện Vân Hồ. Bên dưới bài đăng có hàng trăm bình luận thể hiện sự thương xót, chia sẻ sự mất mát với người dân gặp phải trận mưa đá chiều ngày 24 tháng 4. Mùa màng cây trái tan nát hết rồi, đau lòng quá, người dân khổ quá, bạn Đồng Trần nói. Ở nhiều trang mạng xã hội về các tỉnh khác như tỉnh Phú Thọ, dù không xảy ra mưa đá dày đặc nhưng cũng nhận về hàng trăm ngàn lượt tương tác, bình luận sẻ chia với hoàn cảnh của người nông dân. Sau khi mưa ngớt, lực lượng chức năng huyện Vân Hồ xuống bản vẫn thấy những hòn đá to bằng cái chén nằm trong luống cà chua, lượng đá rất dày. Thống kê nhanh của huyện Vân Hồ cho thấy, trận mưa đá lớn không gây thiệt hại về người, nhưng đã khiến khoảng 20 ngôi nhà lợp fibro xi măng bị thủng, chưa tính đến lượng hoa màu bị tàn phá. Lực lượng chức năng huyện Vân Hồ đêm nay sẽ thống kê thiệt hại. Tuy nhiên, vị lãnh đạo huyện cũng cho biết, với các luống cà chua trúng mưa đá thì cơ bản sẽ không còn thu hoạch được gì. Cũng trong hôm nay, mưa dông, lốc và mưa đá xảy ra tại thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao, Cẩm Khê của tỉnh Phú Thọ. Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho thấy trận mưa dông trưa nay đã làm 11 ngôi nhà ở huyện Lâm Thao bị hư hỏng, tốc mái, 17 cơ sở giáo dục ở Việt Trì và Lâm Thao bị hư hỏng, tốc mái. Trận mưa dông cũng làm tốc mái nhiều lò gạch ở huyện Cẩm Khê, nhiều hecta lúa, hoa màu của người dân, cột điện bị gãy đổ, tổng thiệt hại ước tính khoảng 9,6 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng hai địa phương đang thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. 10 phút dông lốc khắp miền Bắc, nơi mưa đá cây đổ, chỗ cả huyện mất điện. Trận dông lốc tối 20 tháng 4 khiến một số tỉnh thành phố như Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ hứng chịu nhiều thiệt hại, đặc biệt một huyện thuộc tỉnh Sơn La mất điện cả đêm do ảnh hưởng mưa lớn. Theo đó, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, mưa gió làm cây xà cừ đại thụ ở xã Thụy Vân bật gốc, gây mất điện tạm thời. Cột tiếp sóng ở phường Minh Nông, thành phố Việt Trì bị đổ, làm một nhà kho bị sập. Tại thành phố Sơn La và huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều nhà dân tốc mái, thậm chí cửa kính, vách kính cũng hư hỏng, rơi xuống đường. Nhiều cây xanh lớn trên các tuyến phố bị gãy đổ. Tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, một lãnh đạo huyện cho hay khoảng 18 giờ 30 đến 19 giờ tối qua, mưa dông trên địa bàn huyện đã khiến nhiều cột điện bị gãy đổ, gây mất điện toàn huyện này. Còn tại tỉnh Hòa Bình, các huyện Đà Bắc, Lương Sơn xuất hiện dông kèm mưa đá kéo dài 3 đến 5 phút, khiến một số nhà bị tốc mái. Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ đang phối hợp với các địa phương, các huyện, thành phố khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại do dông lốc mưa đá xảy ra trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội cho biết, trận dông lốc tối 20 tháng 4 khiến hàng loạt cây xanh trên địa bàn quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Gia Lâm bị đổ gãy. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy trận dông lốc tối qua khiến hơn 70 cây xanh trên địa bàn Hà Nội bị bật gốc, trong đó có nhiều cây to với đường kính từ 40 đến 50cm, ông Nguyễn Đức Mạnh nói. Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội, đến sáng nay cây xanh đổ ra lòng đường vỉa hè trong nội thành cơ bản đã được dọn dẹp để không ảnh hưởng đến người điều khiển phương tiện giao thông. Báo cáo của Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy, lượng mưa đo được trên địa bàn vào tối 20 tháng 4, trung bình từ 20 đến 76mm. Trong đó, các địa bàn có lượng mưa lớn nhất là Hoàng Mai 76,2mm, Hà Đông 55,8mm, Hoàng Kiếm 48mm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 21 tháng 4, Hà Nội sẽ có mưa rào và cục bộ có mưa to. Do vậy, Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác ứng trực thoát nước ở toàn thành phố,
đặc biệt là vận hành hợp lý trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông, Cổ Nhuế. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng khu vực Tây Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam 32-35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 34-38 độ. Trong khi thời tiết ở Bắc Bộ có những cơn mưa thì thời tiết Nam Bộ vẫn duy trì ở trạng thái nắng nóng. Khi nào thành phố Hồ Chí Minh có mưa? Theo báo cáo từ Đài khí tượng Thủy văn, khu vực Nam Bộ, mùa nắng nóng năm 2024 kết thúc muộn với kỳ nắng nóng kéo dài hơn trung bình nhiều năm. Dự báo mùa mưa ở Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh khả năng sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian sắp xỉ đến muộn hơn trung bình nhiều năm, từ khoảng mùng 10 tháng 5 đến 20 tháng 5. Trung bình nhiều năm từ 29 tháng 4 đến mùng 10 tháng 5, tổng lượng mưa trong mùa mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 5 đến 15%, tập trung vào nửa cuối mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 11. Năm nay khả năng sẽ có những đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều ngày, đặc biệt là ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Cà Mau, Kiên Giang. Sau khi mùa mưa bắt đầu là thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam và La Nina, nên những đợt giảm mưa trong mùa mưa hầu hết là không rõ ràng. Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, mưa vẫn còn xảy ra ở một vài nơi và thời gian giảm mưa không dài, chỉ khoảng từ 3 đến 5 ngày, kết thúc mùa mưa muộn hơn trung bình khoảng cuối tháng 11. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!